Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bò Rát Vàng, thuốc thử thối rữa của chế độ. Câu chuyện ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ăn bò rát vàng khi tháp tùng ông Thủ tướng Việt Nam công du châu Âu vừa qua được mạng xã hội và truyền thông quốc tế như Reuters, Daily Mail và rất nhiều những tờ báo khác hâm nóng sau khi công an đến tư dinh ông Bùi Tuấn Lâm cưỡng ép ông nhận lệnh triệu tập của cơ quan an ninh điều tra thành phố Đà Nẵng. Công an thành phố Đà Nẵng đã lập hẳn một tổ công tác, điều động tổ công tác này đến nhà ông Bùi Tuấn Lâm diễu võ giường ngoài. Tại tư gia ông Bùi Tuấn Lâm, ngoài những người trực tiếp thuyết phục rồi dọa dẫm ép ông Lâm nhận lệnh triệu tập, còn có những người khác vây bên ngoài thi nhau quay phim chụp ảnh nhằm cố tình khủng bố tinh thần của đương sự. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm đang thực hiện cú rắc hành lên tô bún bò tại quán bún bò ba cô gái mà ông là chủ quán, rất giống với video clip mà Thánh Rắc Mối thực hiện trong video clip Bò Rát Vàng đã đút vào miệng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ở London trị giá hơn 1.000 đô la. Trước đó, chừng 10 ngày, ông Bùi Tuấn Lâm bán bún bò ở Đà Nẵng có trang Facebook với nickname Peter Lâm Bùi, chính là người đã trực tiếp một video clip biểu diễn hành động rắc hành vào tô bún bò rồi giới thiệu lên Facebook. Hành động của ông Bùi Tuấn Lâm trong clip ấy na ná như ông Nugget Cooker hay là Zappé, nhân vật do vô tình mà bôi trò chát chấu vào cả mặt ông Tô Lâm lẫn Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước, ông Tô Lâm từng giơ ngón tay cái khen chuyện Zappé Thánh Rắc Mối nhún nhảy khi bê khay thịt, ướn ẹo lúc rắc và rắc mối lên miếng thịt bò rát vàng, đút vào miệng ông Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm là number one. Nhưng giờ bắt chước Thánh Rắc Mối làm Thánh Rắc Hành nhưng Bùi Tuấn Lâm là không thể chấp nhận được. Tất cả những gì liên quan đến Thánh Rắc Mối đều trở thành nhạy cảm vì nó hàm ý phỉ nhổ vào các viên chức hữu trách ở tầng cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau scandal thưởng thức bò rát vàng, ông Tô Lâm giữ im lặng, không giải thích, không xin lỗi, dù hành vi hưởng lạc của ông trở thành đề tài thiên hạ cả bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam, đàm tiếu cả về chính ông lẫn đảng của ông, quốc hội của ông, nhà nước của ông và chính phủ mà ông đang phục vụ. Giống như nhiều đồng chí đang đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, ông Tô Lâm từng lớn tiếng đề cập đến đạo đức cách mạng, đến nêu gương, đặc biệt là đòi hỏi hy sinh cho đảng trong sạch, vững mạnh. Miếng thịt bò rát vàng mà Thánh Rắc Mối đút vào miệng ông Tô Lâm chẳng khác gì một liều thuốc thử. Nó như cái tát rất mạnh vào chính mặt ông Nguyễn Phú Trọng trong chương trình chống tham nhũng của ông ta. Đây là hình ảnh công an điều tra Đà Nẵng đã hai lần đến trực tiếp nhà ông Lâm để buộc ông phải ký nhận giấy triệu tập. Đáp lại, ông Bùi Tuấn Lâm đòi hỏi phải ghi cụ thể rằng ông đã vi phạm hình sự nào cụ thể, tuy nhiên phía công an không cho biết thêm, chỉ ngụ ý đe dọa rằng ông buộc phải đi làm việc theo giấy triệu tập. Đầu tiên là thử Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chẳng bao nhiêu người dám mơ ông Tô Lâm sẽ vì quốc gia, dân tộc, nhưng quan sát cách hành xử của ông sau scandal thưởng thức bò rát vàng, có thể khẳng định ông không hề đếm xỉa tới lợi ích của đảng. Ví dụ như từ chức để giúp đảng rửa mặt, để đảng có cơ hội chứng minh nỗ lực, vân vân. Tự chỉnh đốn từ những đảng viên cấp cao nhất là điều không tưởng tại Đảng Cộng sản. Miếng bò rát vàng mà Thánh Rắc Mối đút vào miệng ông Tô Lâm cũng là liều thuốc thử cho cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền tại Việt Nam. Điều này cho thấy những tuyên bố về sự chỉnh đốn, những cam kết loại trừ các đảng viên mà hành vi lối sống gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành chỉ là giả dối bịp bợm của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Nếu 17 thành viên còn lại của Bộ Chính trị đủ sạch, đủ tư tế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện nhất trí dung dưỡng những cá nhân như ông Tô Lâm. Công khai thỏa hiệp về cái sai, cái xấu chỉ có thể xảy ra trong tình huống mà cổ nhân từng đúc kết rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, và trên dưới cùng là cá mè một lứa. Không phải cá mè một lứa thì làm gì có những chuyện ngạo ngược, cản rỡ tới mức lập tổ công tác, điều động đến tư gia ông Bùi Đức Lâm, dọa dẫm người dân chỉ vì ông dám đùa cợt, vỗ ngực tự xưng là Thánh Rắc Hành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ông Đại tướng Tô Lâm.
và dư luận cho rằng Giắc là thời của những niềm vui kỳ dị. Trên trang Facebook của ông Peter Lâm Bùi viết như sau: Móa đang yêu, đang yên, đang lành, đùng một cái được cả thế giới đưa lên báo, mà có phải là làm được gì ghê gớm đâu, chỉ Giắc Hành và Tôi Muốn Bỏ thôi, chứ có gì đâu. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm và quán bún bò ba cô gái tại Đà Nẵng với chương trình Ngày Chủ Nhật Yêu Thương thực hiện bữa ăn không đồng ủng hộ người nghèo hôm 21 tháng 11. Hôm qua đến giờ, nhiều anh chị em, cô bác hỏi thăm, người thì động viên, người thì ủng hộ và cũng nhiều người lo lắng cho mình. Thật lòng xin cảm ơn tất cả, chỉ một chút tâm sự với những ai quan tâm và lo lắng cho việc nổi đột ngột của mình, vì hơn ai hết họ hiểu chính quyền này và mình cũng hiểu nó. Mọi người cứ yên tâm đi, mình sẽ không bị bắt vì bị làm clip Thánh Giắc Hành đâu. Có ngu mới làm điều đó. Mình nghĩ họ đủ khả năng để tạo ra một chuyên án với độ ất ơ nào đó, ví dụ như điều 258 để bắt mình. Mình hiểu chế độ này mà, ông nói. Nhưng mình luôn bình an, cái gì đến thì sẽ đến. Mình như con cá trong chậu mà. Họ đã tịch thu passport và cấm mình xuất cảnh gần 8 năm nay. Đối với họ, nếu thích thì họ hốt mình lúc nào chả được, nên mình luôn bình thản trước mọi chuyện. Ngày mai vẫn phải thức dậy thật sớm, nấu bún bò, bán kiếm tiền, nuôi con. Mình đặt tất cả sự việc của cuộc đời trong vòng tay, quan phòng của Thiên Chúa, và mình luôn tin tưởng rằng điều gì đến với bản thân mình, dù có không như ý mình muốn, thì đó vẫn là điều tốt nhất mà Chúa muốn mình đón nhận. Facebook Peter Bùi Lâm tâm sự như vậy. Chẳng riêng gì ông Lâm mà thiên hạ cả trong lẫn ngoài Việt Nam cũng đều không ngờ rằng Giắc đã trở thành một hành động nhạy cảm đến mức Công an Nhân dân Việt Nam phải bận tâm tới mức dọa dẫm, cưỡng ép, triệu tập đương sự, thậm chí còn tăng cường lực lượng quay phim, chụp ảnh bên ngoài để khủng bố tinh thần kẻ dám biểu diễn Giắc cái gì đó. Cũng qua Facebook, Stephen Nguyễn lưu ý rằng có Giắc muối, Giắc hành, Giắc tiêu, Giắc ớt. Các bạn nhớ đừng Giắc theo kiểu của Giết Bê là Thánh Giắc muối kia nhé. Công an Việt Nam bây giờ nhạy cảm ba cái vụng từ Giắc này lắm, nhất kỵ mắc cỡ khi thấy ai chơi màn Giắc và Giắc. Đây là hình ảnh sau khi video Thánh Giắc hành Peter Lâm Bùi lên trang Facebook đã xuất hiện vài chục clip video nhai lại Thánh Giắc muối để thực hiện Giắc muối, Giắc tiêu, Giắc đậu phộng và Giắc các loại. Nó gợi nhớ có đụng tới cái hình ảnh trần tục, lè lưỡi rồi ngoạm lấy miếng thịt bò dát vàng có giá ngàn đô của ông Tô Lâm. Ông thầy chuyên cầm súng giảng đạo đức của ngành công an là như thế đấy. Chúng sẽ tìm cách gây sự, ép xóa clip, tệ lắm là tập chuyện lập chuyên án về tội bôi xấu lãnh tụ, bẩn như trường hợp của Peter Lâm Bùi. Để xem công an sẽ ra chiêu gì ở bước kế tiếp, chứ Peter Lâm Bùi đã hủy toẹt mọi chuyện, o ép vớ vẩn rồi. Ba Đình đang muốn chuyện của Tô Lâm chim xuông mà ông công an Đà Nẵng lại khuấy lên, chắc lại tính chơi xỏ nhau đây. Để xem Lâm bỏ xử tội Lâm bún thế nào, thế gian lại đầy rẫy tiếng cười. Cậu em tôi không lo bán bún mà lại dám giỡn mặt với mafia hay sao? Sau cảm giác ngỡ ngàng, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã băn khoăn, bất bình vì công an sách nhiễu, Thánh Giắc hành, như Trần Khanh miêu tả. Lạ thật, vụ này có gì là vi phạm pháp luật mà triệu tập? Khôn thì đừng bới ra, nếu thấy cần bất bình với ông sếp cũ của ngành, chứ đừng bắt nạt dần. Cũng có không ít người như Anna Nguyễn thì cho rằng thuộc cấp của ông Tô Lâm đã quá ngu. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, thằng bưng bô, ngu như bò, đúng là có tật thì giật mình. Hoặc chê công an thành phố Đà Nẵng đã quá dại như Phan Ngọc Thạch ghi rằng nhờ vụ Giắc ở Cô Tô dân đã quen bớt rồi, giờ khơi lại để trở thành ồn ào nữa hay sao, dại thật. Hoặc bẫn cợt như Tầm Dương thì nói rằng có người quen que đã mua ít đất để trồng rau củ gì đó rồi tập làm Thánh Giắc phân, nhưng tăng gia sản xuất mà bị triệu tập thì không hay tí nào, phải can y mới được thôi. Đây là hình ảnh tấm ảnh minh họa của đài BBC giới thiệu video mang tựa đề Bộ trưởng Tô Lâm và Steak Giắt Vàng vang danh thế giới. Nếu ông Tô Lâm dại dột để Thánh Giắc muối biến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam thành bung sung cho thiên hạ lên án về đạo đức, tác phong, thì công an, ngành dông lãnh đạo đã kích động để Giắc trở thành một hành động
bày tỏ sự khinh bỉ các hệ thống mà trước nay ngành này vẫn tận tâm, tận lực bảo vệ. Sau vụ dọa dẫm cưỡng ép Thánh Chắc Hành ở Đà Nẵng nhận lệnh triệu tập, Võ Hồng Ly cũng đưa lên trang Facebook một clip giới thiệu việc rắc đậu phộng kèm thông báo như sau. Nhà hàng giờ không dám rắc gì nữa cho nên khách phải tự rắc luôn nè. Đà Nẵng có Thánh Chắc Hành thì Sài Gòn có Thánh Chắc Đậu Phộng. Trước dấu hiệu rắc có thể trở thành phong trào, Minh Hoàng thì thắc mắc rằng có chủ trại heo nào muốn làm Thánh Chắc Cám hay chưa? Cũng quanh sự kiện công an thành phố Đà Nẵng sách nhiễu ông Bùi Tuấn Lâm vì ông dám tự nhận là Thánh Chắc Hành. Có người như Kim Dung Phạm thì nhận định lối hành xử ấy bộc lộ trí mỏng, nồng cạn. Việc bé xé ra to, không đáng và vô lý khiến thần dân cười mũi. Đó cũng là lý do Lê Bình đưa ra nhận xét như một tiếng thở dài như sau. Xã hội đến giai đoạn buồn cười rồi. Tương tự Havo thì than thở. Đời bây giờ vui kỳ dị, cười mà lệ như rừng. Hoặc Di Thiên thì ngắn ngẩm nói. Muốn phạt anh bắt trước Thánh Rắc Muối để ngăn chặn dư luận việc nhơ nhớp của sếp lớn. Nhưng hết ngu này lại tiếp ngu khác. Không còn biết nói gì hơn về cán bộ thời chưa bao giờ như bây giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin Bò rát vàng, thuốc thử thối rữa của chế độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tài sản bất minh của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đọc trên báo thì thấy có tin, sau 3 kỳ thảo luận, các đại biểu Quốc hội vẫn chưa nhất trí việc tịch thu hay đánh thuế hay đưa ra tòa với tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Thậm chí qua phát biểu lấy ý kiến vẫn không quyết định được số phận tài sản này. Đồng thời khi lấy ý kiến các đại biểu thì chỉ có 209 trên tổng số 456 ý kiến chiếm 45,93% số đại biểu tham gia cho ý kiến, tức là chiếm 43,9% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án giải quyết tại tòa án. Phương án đánh thuế thu nhập còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 156 trên tổng số 456 ý kiến chiếm 32,76% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Ngoài ra, 40 trên tổng số 456 đại biểu Quốc hội chiếm có 8,2% số đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như quy định của luật phòng chống tham nhũng hiện hành. Chỉ có một ý kiến đề nghị tịch thu và 31 đại biểu Quốc hội chiếm 6,3% tổng số đại biểu Quốc hội không thể hiện chính kiến của mình. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Tuổi Trẻ với giật tít tranh luận nảy nửa việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc ở Quốc hội Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những vấn đề bàn cãi trong Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại có những con số khác biệt đến như thế này. Thường tỷ lệ tán thành là trên 90% và có lúc tới 99,9%. Tại sao vấn đề này lại có những con số khác biệt đến như vậy? Lý do đang bàn là về vấn đề dính dáng đến quyền lợi của các đại biểu. Tất cả các đại biểu Quốc hội ở nước ta đều là cán bộ lãnh đạo đương chức. Và nếu tất nhiên tham nhũng chỉ có ở những người đang có quyền lực, dân đen thì lấy gì để mà tham nhũng cho ra? Do vậy, khi đụng đến chuyện tịch thu, đánh thuế hay đưa ra tòa tài sản không chứng minh được nguồn gốc, tức là đụng chạm đến đồng tiền nhờ quyền lực mà có, tức là tham nhũng, mà tài sản tham nhũng thì lấy đâu mà chứng minh được nguồn gốc bây giờ? Đồng tiền đi liền khúc ruột, dù là đồng tiền bất minh, đồng tiền phạm pháp cũng đã là tài sản của các ông. Dễ gì các ông ấy lại bấm nút để biểu quyết tán thành việc tịch thu tài sản của mình. Ai lại dại làm như thế? Cho nên các ông không đồng tình là hợp lý thôi. Phần đông chấp nhận giải quyết tại tòa bởi thật sự tài sản có được do tham nhũng hối lộ thường được phân tán cho người thân, con cháu, họ hàng đứng tên cả rồi. Ra tòa thì chẳng còn gì cả. Hơn nữa, ra tòa thì chạy trọt, nén bạc đâm toạc tờ giấy, chám tiền vào thì mọi việc êm đẹp cả thôi. Đây là hình ảnh căn nhà gỗ 80 mét khối gỗ của chi cục trưởng Kiểm Lâm Quảng Trị được cho rằng tất cả đều là gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp. Nói như ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao rằng hiện có những người hơn hai mấy năm qua
31 tuổi đã đứng lên những tài sản cả trăm tỷ, ngàn tỷ. Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được. Nhưng nếu có luật đăng ký tài sản, khi anh đăng ký một tài sản mới, anh không chứng minh được nguồn gốc tài sản thì anh bị thăm hỏi ngay. Như thế, chắc chắn là sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho những nhóm tài sản tham nhũng. Như vậy, khi ra tòa án, chẳng còn tài sản bao nhiêu để thu hồi. Có 32% ý kiến chấp nhận thu thuế với tài sản không chứng minh được. Theo phương án này, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được do thu nhập từ vi phạm pháp luật mà có, thì cơ quan kiểm sát tài sản thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản này. Kiểu này cũng là khôn khi có vấn đề phải bị điều tra, lòi ra tài sản bất minh chỉ cần chấp nhận đóng thuế thu nhập là xong. Tiền bạc, tài sản vẫn còn đó, có sứt mẻ chút xíu cũng chẳng chết thằng nào. Thật là khôn quá đi chứ, đóng thuế xong là xong, chẳng vướng phải tội gì. Tài sản nhiều mà, đóng thuế một ít cũng chẳng sao, phần còn lại là hợp pháp, ăn ba đời cũng chưa hết. Đây là hình ảnh ông đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng, tổng cục tình báo đã khai nhận hối lộ 5 tỷ đồng trước tòa. Tuy nhiên, đó chỉ là số lẻ, vì Phan Anh Vũ khai đã đưa cho Linh 5 lần, với số tiền lần lượt là 500.000 đô la, 10 tỷ đồng, 2 triệu đô la, 1 triệu đô la và lần thứ 5 đưa 1 triệu đô la nữa. Thật đáng thương cho một đại biểu cô đơn đồng tình với việc tịch thu tài sản bất minh. Có lẽ vị này chưa dính tham nhũng, chưa có tài sản hoặc chưa có cơ hội để có tài sản tham nhũng. Cũng có thể vì vị này tự tin đã tạo ra vành đai an toàn cho số tài sản của mình hay sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Có 31 vị chọn im lặng là vàng, không biểu quyết. Tội gì? Cứ để mọi người có cho ý kiến, xem tình hình thế nào đã. Im lặng đúng lúc là một hành động cũng khôn ngoan. Cứ lặng lẽ đừng để lòi mặt chuột ra là được, chứ trường mặt ra có khi lại dính bẫy oan. Qua những con số trên mới thấy, việc kê khai tài sản của cán bộ, quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một trò đùa. Có mấy ai khai thật và luật pháp cũng chưa có một biện pháp gì để xử lý khi cần thiết. Mà khi có khui ra cũng chưa có điều luật nào để giải quyết, tòa xử, đánh thuế hay tịch thu, cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Theo quy định của pháp luật hiện tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, việc kê biên tài sản chỉ được áp dụng khi nào đối tượng bị khởi tố bị can hoặc bị đưa ra xét xử. Còn trước đó, dù đối tượng có bị thanh tra, kiểm toán, kể cả trong thời gian khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can, cũng đều được miễn trừ trách nhiệm. Như vậy, người phạm tội được hưởng quyền bất khả xâm phạm về tài sản, sở hữu. Đây chính là kẽ hở của pháp luật, vô hình chung biến thành những quãng thời gian vàng, giúp cho tội phạm có điều kiện tẩu tán, che giấu, hợp lý hóa tài sản phạm tội mà có. Một đại biểu đã từng phát biểu như vậy. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã chi tới 2,5 triệu đô la cho tấm hộ chiếu của đảo Ship, nhưng cả vợ và con trai ông ấy cũng đều có hộ chiếu Ship cả. Chỉ khi báo chí nêu câu hỏi trong cuộc họp báo thì ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng không nên truy hỏi suy diễn số tiền này từ đâu ra. Cũng theo luật khoản 3 điều 128 Bộ luật hình sự vào năm 2015 quy định, chỉ kê biên bán tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại, cũng làm khó cho cơ quan tố tụng vì nội hàm rất trừu tượng. Có rất nhiều vụ án liên quan đến hàng ngàn tỷ đồng nhưng tiến hành và xử lý chậm chạp, nhiều khê, qua nhiều tầng, nhiều lớp, khiến cho việc kiểm kê hoặc kê biên tài sản kéo dài trong giai đoạn điều tra. Truy tố là nguyên nhân dẫn đến nhiều đại án khó thu hồi tài sản của phạm pháp mà ra. Tài sản bị tội phạm chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là đặc biệt lớn. Đối tượng phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn, người có chuyên môn, nghiệp vụ, nên thường sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để che giấu hành vi phạm tội, che giấu nguồn gốc, hình thành tài sản do phạm tội mà có, che giấu đường đi của dòng tiền nên rất khó phát hiện và thu hồi. Ông Lê Minh Chí đã nhấn mạnh như sau, các hoạt động kinh tế phải minh bạch thì chống tham nhũng, thu hồi tài sản mới tốt được. Quyết tâm nhưng thu kê biên không đúng luật thì người ta kiện, đúng hay không thì phải xác minh và trong quá trình xác minh thì họ tẩu tán mất rồi. Đây là hình ảnh
biệt phủ ở Yên Bái gây xôn xao dư luận cả nước nay cũng đã chìm xuống. Cho nên, việc này phải giải quyết bằng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có biện pháp căn bản là pháp luật để chúng ta có thể thu hồi tốt hơn. Tôi nghĩ cứ phạm tội là kê biên tài sản ngay, điều tra, xử lý, tiền nào có nguồn gốc rõ ràng thì trả lại, tài sản bất minh không nguồn gốc thì tịch thu, cho vào công quỹ. Làm ngay khi có lệnh bắt thì còn hy vọng, chứ đợi điều tra thì nó tột tán mất rồi, còn đâu. Ở xứ này mà chờ minh bạch là thua rồi, nhưng giờ lấy gì để minh bạch? Có thằng tội phạm tham nhũng nào mà tự khai, chẳng có ai cầm dao tự cắt cổ mình, chẳng có ai lại đi tự bấm nút đồng tình với việc tịch thu tài sản của mình. Bàn về biện pháp ngăn ngừa trộm cắp với thằng ăn cắp thì cũng bằng thừa. Thế mới thấy cán bộ ta đụng đến quyền lợi cá nhân là phân hóa rõ ràng ngay lập tức. Do vậy, họp thì cứ họp, bàn thì cứ bàn, nhưng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chuyện chống tham nhũng ở xứ ta là chuyện dài lắm tập, rối như tờ, khó mà gỡ, bởi anh chưa bị lộ, ngồi xử thẳng bị lộ. Rốt cuộc, chẳng có luật nào rõ ràng, minh bạch để xử lý cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 với bản tin Chuyện tài sản bất minh, quan chức ở xứ ta. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.